Đây là hoa cẩm tú cầu Hoa cẩm tú cầu thì thường mọc ở trên vùng cao nguyên khoảng 1000m các bạn Khi các bạn thấy hoa cẩm tú cầu có nghĩa các bạn đã đến uh, Lâm Đồng, Đà Lạt Thì khi các bạn đến uh, tham quan Lâm Đồng, Đà Lạt thì các bạn không thể nào mà uh, thiếu sót uh, đến một cái nơi này rất là đẹp đó các bạn Đó là uh, cao nguyên hoa Đà Lạt Thì đến đây uh, cái giá vé vào cổng là 100 ngàn Thì trước kia uh, là 120 ngàn thì bao gồm là một chai nước suối còn bây giờ thì giá vé chỉ khoảng 100 000 như không có nước suối. Thì đây là lần đầu tiên mình tới do cô em gái họ của mình chia sẻ với mình. Cho nên theo mình nghĩ lần này mình đi mình có một cái trải nghiệm một cái kinh nghiệm để chia sẻ với các bạn. Thì các bạn nên mua nước hay mua trái cây hay là mua đồ ăn để mang theo thì vào đây thì cắm trại rất là tuyệt vời các bạn. Thì mình đến đây cũng tầm khoảng là 12 giờ chưa rất là nắng và mình đã tìm một cái nơi nào đó mát để cho gia đình mình ngồi đó và mình uh, đi bộ và đi khám phá uh, trước uh, những nơi nào mà mát mẻ để mà có thể là mình uh, 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 cho gia đình mình ngồi đó và ngắm uh, ngắm núi rồi ngắm hồ đà lạt các bạn thì càng đi thì càng thấy đẹp các bạn càng đi vào sâu thì càng khám phá thì càng lấy thích các bạn thì vào đây thì mình bước xuống thì mình thấy là có một cái hồ uh, hồ bơi rồi uh, view toàn cảnh uh, rừng núi uh, cây cối rất là mát các bạn uh, và mình đã kỳ một ly nước thì ly nước ở đây tầm khoảng 55 cho tới 70 ngàn thì theo mình nghĩ là với cái mức giá đó thì không gọi là mắc vì ở đây thì cảnh rất là đẹp thì sau đó thì mình đã đi xe thì có xe đã chở mình vào trong thì như các bạn thấy đó bên đây là đồi núi rồi hồ bơi view rất là đẹp để cho mọi người sống ảo cũng như quay video À, các bạn đi tầm khoảng 3 giờ tới 4 giờ thì mình nghĩ cái thời thời gian đó thì rất là mát cho các bạn đi bộ từ trên xuống dưới và chụp hình mình thì khoảng thời gian này rất là nóng À, mình đã có một cái trải nghiệm mới đó là trò chơi xích đu thì theo mình nghĩ thường thì gia đình thường thường đi là có gia đình đi theo thì nhờ do gia đình mình chụp hình hay quay phim thì mình nghĩ rằng á, các bạn nên nhờ những cái anh bạn cũng như các em mà cho mình chơi trò xích đu thì họ họ có những cái kinh nghiệm để chụp cho mình những tấm ảnh cũng như quay video cho mình một cái kỷ niệm rất là đẹp và rất là ảo các bạn sau khi mình chơi trò xích đu xong thì mình đi lên thì đi lên trên thì các bạn sẽ thấy được có những chiếc xe thì họ luôn luôn chờ sẵn mình và để chở mình lên thì có những gia đình có những người lớn tuổi cũng như các em bé nhỏ thì mình lên là đi xe để sẽ đỡ mệt hơn và sẽ vừa đi vừa được ngắm cảnh còn những bạn trẻ nào mà thích đi bộ lên trên thì mình có thể là tự đi bộ lên trên thì cũng được thì tầm này là khoảng ở chừng khoảng 3 giờ rồi thì mình cũng uh, uh, khá mệt mỏi uh, vì uh, đi chơi và những tham quan cũng như chụp hình và sống ảo mình đã gửi thời gian ở đây cũng tầm khoảng 3 tiếng đồng hồ rồi các bạn thì giờ bây giờ cũng là đã đói rồi thì gia đình mình quyết định là đi lên trên và quay lại cái chỗ mà hồi nãy mình thấy view ra được cái hồ bơi cũng như là uh, núi đồi cây có rất là mát và mình quyết định ngồi ở đó để mà ăn uh, ăn dùng ăn cơm trưa thì với bốn người của mình thì ăn tầm khoảng 500 ngàn thì mình nghĩ là không mắc mình ăn cơm gà với lại cơm lam các bạn cơm lam thì nó có ba màu 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 tím màu cam màu trắng rất là ngon các bạn mình vừa ăn rồi mình vừa view ra một cái cảnh rất là chiêu và gió thì thổi rồi cây có thì rất là mát các bạn nhớ đến đây nha các bạn đây là cao nguyên hoa đà lạt khi các bạn đến lâm đồng đà lạt